cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 10 bao gồm những nội dung chính sau. Tin mới nhất, nghi phạm trong vụ ám sát tổng thống Trump lần thứ ba tại Florida được tạm dừng bị truy nã để giết tổng thống. Quá đã, tỷ phú lâu năm của đảng Dân Chủ bất ngờ ủng hộ Donald Trump cho 2024, cảnh báo 33 chính sách của Biden-Harris sẽ hủy diệt nước Mỹ từ bên trong. Biden hạ bệ Kamala Harris lần thứ hai, đảng Dân Chủ rơi vào khủng hoảng. Tim Wu, ứng cử viên phó tổng thống của Kamala Harris quyệt tiền cà phê bị bức tại trận. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa nước Mỹ lại chấn động khi vụ ám sát tổng thống Donald Trump lần thứ ba đã bị ngăn chặn thành công, nhưng nghi phạm lại được tạm thả sau khi nội bảo lãnh. Vụ việc xảy ra tại cuộc biểu tình ở thung lũng Coachella, California, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn của cựu tổng thống. Van Miller, một cư dân Las 49 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 10 năm 2024 với nhiều loại vũ khí bất hợp pháp, bao gồm một khẩu súng lục đã nạp đạn, một băng đạn dung lượng lớn và thẻ báo chí giả. Ông ta chỉ cách cuộc biểu tình của Tổng thống Trump vài mét khi bị bắt giữ, trong một âm mưu ám sát bị cáo buộc. Tuy nhiên, sau khi nộp 5.000 đô la tiền bảo lãnh, Miller đã được tại ngoại. Điều đáng kinh ngạc hơn là Miller trước đó đã công khai ý định giết tổng thống nhưng vẫn được thả. Hình ảnh của ông ta còn được nhìn thấy tại các sự kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng của các cơ quan an ninh trong việc đảm bảo an toàn cho vị lãnh đạo từng là tổng thống. Miller đã bị bắt tại một trạm kiểm soát gần Đại lộ 52 và Celebration Drive, cách lối vào cuộc biểu tình chỉ nửa dặm cảnh sát đã phát hiện ông ta lái chiếc SUV đen với các vũ khí nguy hiểm trong xe. Theo thông cáo báo chí của sở cảnh sát quận Riverside, ông bị cáo buộc tàn trữ súng bất hợp pháp và một băng đạn dung lượng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump phải đối mặt với các âm mưu ám sát. Chỉ vài tháng trước, vào tháng 9 và tháng 7, hai vụ tấn công nhằm vào ông đã bị ngăn chặn tại Florida và Pennsylvania. Trong cả hai vụ, những kẻ ám sát đều mang theo vũ khí nguy hiểm và có ý đồ sát hại cựu tổng thống. Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn kiên cường, không tỏ ra sợ hãi trước những nguy hiểm này. Ông đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu vì tương lai của Hoa Kỳ, một quốc gia của tự do và lòng dũng cảm. Ông không chỉ đấu tranh cho bản thân mà còn gắn kết vận mệnh của mình với sự sống còn của đất nước. Cộng đồng hãy cùng hiệp thông cầu nguyện cho Tổng thống Trump vì chỉ có ông mới có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Hãy tin tưởng rằng ông sẽ vượt qua tất cả những thách thức và mối nguy hiểm để tiếp tục bảo vệ quốc gia này. God say Trump, Trump say America. Quá đã, tỷ phú lâu năm của đảng Dân Chủ bất ngờ ủng hộ Donald Trump cho 2024, cảnh báo 33 chính sách của Biden Harris sẽ hủy diệt nước Mỹ từ bên trong. Thưa quý vị thân mến, tỷ phú lâu năm và nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ, Bill Ackman lên tiếng cảnh báo và liệt kê 33 chính sách của Biden-Harris và đảng Dân Chủ sẽ phá hủy nước Mỹ từ bên trong. Nhà quản lý quỹ nổi tiếng và người ủng hộ lâu năm của đảng Dân Chủ, Bill Ackman đã gây chấn động khi quyết định bất ngờ ủng hộ Donald Trump cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ackman, CEO của Berkshire Square Capital Management và sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4 tỷ đô la, trước đây đã công bố rằng ông đang cân nhắc bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tới. Vào tháng 6, khi đoạn video cho thấy Barack Obama dẫn dắt một Joe Biden yếu ớt rời khỏi sân khấu tại một buổi gây quỹ lan truyền rộng rãi, mình đã đăng một bài viết dài trên Twitter ít chỉ trích cách đảng Dân Chủ đang tự đẩy mình đến sự sụp đổ bằng việc tiếp tục ủng hộ Biden cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông công khai chỉ trích đảng Dân Chủ và truyền thông chính thống vì đã đánh lừa đất nước và sự minh mẫn và sức khỏe của Joe Biden sau cuộc tranh luận thảm hại. Tuy nhiên, Admin giải thích rằng chính sự cam kết với phúc lợi của quốc gia chứ không phải lòng trung thành chính trị đã thúc đẩy ông đưa ra quyết định này. Trong bài đăng đầy nhiệt huyết, Admin đã liệt kê 33 chính sách mà ông tin rằng sẽ làm suy yếu sự ổn định, thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ. Ông cho rằng những chính sách này tương đồng với những hoạt động mà kẻ thù muốn Mỹ suy yếu sẽ thực hiện. Adams kêu gọi mọi người đánh giá ứng cử viên dựa trên thành tích chứ không phải ý thức hệ và giải thích lý do tại sao ông tin rằng Trump là sự lựa chọn tốt hơn Biden, bất chấp những sai lầm trong quá khứ của Trump. Adams khẳng định rằng quyết định của ông không phải vì lợi ích tài chính hay mong muốn có một vị trí trong chính quyền Trump, ông nhấn mạnh rằng ông đang nghĩ đến lợi ích của quốc gia hơn là cá nhân. Bên cạnh đó, Usman cũng hứa sẽ tiếp tục chia sẻ thêm chi tiết về những lý do khiến ông mất hoàn toàn niềm tin vào chính quyền biden harris và đảng Dân Chủ trong các bài viết sắp tới. Dưới đây là 33 chính sách mà Usman đã chỉ trích. một Mở cửa biên giới cho hàng triệu người nhập cư mà không kiểm tra đầy đủ về rủi ro đối với quốc gia, gây áp lực lên các cộng đồng và cơ sở hạ tầng. 2. Giới thiệu các chính sách kinh tế và tăng chi tiêu không kiểm soát, làm gia tăng lạm phát và nợ quốc gia, ảnh hưởng đến người thu nhập thấp. 3. Rút quân khỏi Afghanistan, bỏ rơi các đối tác địa phương và người dân, dẫn đến thương vong cho người Mỹ và làm tan nát cuộc sống của phụ nữ và trẻ em Afghanistan. 4. Giới thiệu hàng ngàn quy định không cần thiết, hạn chế sự phát triển của nhà ở, hạ tầng và sản xuất năng lượng. 5. Cải cách hệ thống bảo lãnh, thải những tội phạm bạo lực mà không yêu cầu bảo lãnh. 6. Biến việc trộm cấp thành tội không bị truy tố nếu không vượt qua ngưỡng lớn. 7 cố gắng cấm khai thác dầu đá phiến và khí LNG, làm tăng chi phí năng lượng và làm mất đi sự độc lập năng lượng của Mỹ. 8. Thúc đẩy các tư tưởng DEI, trao công việc và học bổng dựa trên sắc tộc, giới tính và dân tính tình dục. 9. Dạy trẻ em tiểu học rằng giới tính là một điều có thể lựa chọn, khuyến khích sử dụng hormone và phẫu thuật thay đổi giới tính mà không cân nhắc đến hậu quả lâu dài. 10 khuyến khích các cuộc biểu tình lớn dẫn đến sự hủy hoại của các cơ sở bán lẻ, trong khi yêu cầu trường học đóng cửa vì COVID-19. 11. Khuyến khích các cuộc biểu tình chống Mỹ và chống Israel mà không có hình phạt nào. 12. Để chủ nghĩa bài do Thái bùng nổ mà không có biện pháp nghiêm túc nào. 13. Áp đặt tiêm vaccine mà không xem xét đầy đủ rủi ro và lợi ích. 14. Kiểm duyệt các phương tiện truyền thông và mạng xã hội không tuân theo chính sách của chính phủ. 15 sử dụng hệ thống pháp lý để tấn công các ứng cử viên tổng thống khác mà không quan tâm đến giá trị của các vụ kiện. 16. Cố gắng giảm ngân sách cảnh sát và tạo ra sự mất lòng tin đối với lực lượng bảo vệ công chúng. 17. Sử dụng quỹ chính phủ để trợ cấp cho các công ty ô tô và nhà cung cấp internet có công nghệ lỗi thời và đắt đỏ. 18. Thực hiện các giải pháp của chính phủ khi khu vực tư nhân có thể làm tốt hơn và nhanh hơn. 19. Cấm các thiết bị chạy bằng khí đốt mà không xem xét đến hậu quả kinh tế. 20. không có hành động nghiêm túc khi 45 công dân Mỹ bị giết bởi khủng bố. 21. cản trở việc cung cấp vũ khí cho đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông. 22. bỏ các biện pháp trừng phạt đối với kẻ thù nguy hiểm nhất, cho phép họ sử dụng tiền để tài trợ cho khủng bố. 23. cung cấp viện trợ cho các tổ chức khủng bố mà không có biện pháp đối phó quân sự thích hợp. 24. nói dối về tình trạng sức khỏe của tổng thống. 25. không hành động gì để cải thiện sức khỏe của người dân. 26 không xem xét đầy đủ các tác động tiềm tàng của vaccine đối với trẻ em. 27. Không quan tâm đến tác động của việc tiêm phòng hàng loạt đối với trẻ em. 28. Thuyết phục giới trẻ da màu rằng họ là nạn nhân của một hệ thống gian lận. 29. Không cung cấp đủ bảo vệ cho các ứng viên tổng thống khác. 30. Hạn chế ứng cử viên thay thế xuất hiện trên phiếu bầu. 31. Lựa chọn ứng viên tổng thống thông qua quy trình nội bộ. 32. Chọn một ứng viên kém hơn trong khi có những người đủ điều kiện hơn. 33 kiện các bang để ngăn yêu cầu chứng minh quyền công dân khi bỏ phiếu. Amman khuyến khích thảo luận và đón nhận ý kiến phản biện từ mọi người. Biden hạ bệ Kamala Harris lần thứ hai, đảng Dân Chủ rơi vào khủng hoảng. Thưa quý vị thân mến, lần thứ hai chỉ trong một tháng, ông Joe Biden không biết vô tình hay cố ý đã hạ bệ bà Kamala Harris và làm suy yếu chiến dịch của bà theo hướng có lợi cho đảng Cộng Hòa. Ông Biden lần đầu tiên nói trên The View vào cuối tháng 9 nói rằng, ông có thể ủy quyền trách nhiệm của bà harris cho mọi thứ từ chính sách đối ngoại đến chính sách trong nước làm suy yếu thông điệp chiến dịch của bà harris và theo lời kể của giới truyền thông rằng bà chỉ là người ngoài cuộc trong chính quyền của ông và những thất bại của ông sẽ là thành công nếu bà là người chịu trách nhiệm Ông Biden lại làm điều đó thêm một lần nữa vào tối thứ hai khi ông nói chuyện với thống đốc Florida, ông John DeSantis của đảng Cộng Hòa về cơn bão Milton đang đổ bộ, trong khi bà Harris cáo buộc vị thống đốc này chơi trò chính trị bằng cách bà cáo buộc ông từ chối trả lời cuộc gọi điện thoại của chính bà. Ông DeSantis đã phủ nhận việc ông từ chối cuộc gọi của bà. Ông ta nói tại một cuộc họp báo cùng ngày rằng ông thậm chí không biết bà đã liên lạc với ông. Tim Ứng cử viên phó tổng thống của Kamala Harris quyệt tiền cà phê bị bắt tại trận. Thưa quý vị thân mến, thống đốc tiểu bang Minnesota, ông Tim Gore và quý ông đệ nhị phu nhân, ông Das M. Hobbs, đã bị camera ghi lại cảnh rời khỏi ô tô cà phê ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona mà không trả tiền cho hóa đơn cà phê của họ. Cảnh quay này xảy ra trong một điểm dừng chân của chiến dịch trước một số buổi vận động đã được họ lên kế hoạch trong tiểu bang. Ông Gore và ông M. Hobbs, cùng với con gái của ông Gore là Hobbs con trai của Emhoff là Kons và vợ của Kons là Greenlee Littlejohn đã đến quán cà phê này như một phần của một loạt các cuộc vận động ở Arizona theo dõi các sự kiện và hoạt động gây quỹ của ông Emhoff được tổ chức vào hôm thứ ba. Chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên họ xuất hiện chung kể từ đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào tháng 8. Tuy nhiên tình hình trở nên khó coi hơn khi ông Kerr và ông Emhoff dường như bước ra khỏi quầy trước khi trả tiền. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người rời khỏi quán cà phê, trong khi con gái của ông Quơ, cô Hop, đang nói chuyện với nhân viên thu ngân. Theo đoạn phim, cô bảo đảm với nhân viên thu ngân rằng một đại diện của chiến dịch sẽ sớm đến cùng với một thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn. Và một thời điểm cô Hop Quơ được nhìn thấy đang nói chuyện với thủ quỹ, tỏ ra bối rối và nói rằng Tôi cảm thấy mình đang bị nhìn chầm chập ngay lúc này. Cảm ơn ông rất rất nhiều. Hôm nay sẽ có người lên đây. Đúng vậy. À không, hình như nấy đang đến đây có mấy ly cà phê mà cũng muốn quyệt thiệt bó tay. Trong lúc đó, Tổng thống Trump và ông Sullivan thường hay ghé các quán ăn trên đường đi vận động. Cả hai ông đều cho tìm tiếp rất hậu hĩnh và thường hay quảng bá chế sách No Task on Tips của mình trong tiếng của vũ tưng bừng của các nhân viên nhà hàng.